Dạ, Hiếu xe đạp Nhật Bản chào các bạn nha. Đã quay trở lại với video tiếp theo của anh nha các bạn ơi. Hôm nay chủ nhật cuối tuần rồi, lên sóng cho bạn một siêu phẩm nha các bạn. Này, con này phải gọi siêu phẩm nha các bạn. Made in Italy nha các bạn ơi. Con này là con Conego Made in Italy. Khung nhôm càng trước càng sau là carbon nha các bạn. Đó, tay bấm xả carbon, tay thắng carbon. Đó, bộ đề rúp là bộ rúp là carbon. Của đề carbon và cái dò dĩa carbon nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây, con này phải gọi là siêu phẩm luôn nha các bạn. Đó, lâu lắm rồi em mới về được một siêu phẩm về nha các bạn. Để em đổi cái size của em nói nha. Đó, rồi đây, xem này size 53 nha các bạn. Đây có chữ ký của hãng nè, 53. Và cái giống ngang của em này là cũng là 53 nha các bạn. Size ngang cũng là 53 luôn các bạn ơi. Đó, đây cái bộ hồ sơ của em đó. Đây đó, bộ hồ sơ của em nó nè các bạn ơi. Conego nè các bạn. Đó. Em này đi toàn bộ là một bộ rúp Campanaro Chorus nha các bạn ơi. Đây, nó đi rúp gì là có đầy đủ nha các bạn. Đây, có size 53 các bạn. Đó. Đây, dấu mộc đàng hoàng nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Giấy tờ đầy đủ luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, tạm thời em để tờ giấy vô đây. Đó. Rồi em quay chi tiết cho các bạn nha. Đầu tiên là cái tay thắng nè. Tay thắng nè, tay thắng carbon Campanaro Chorus cực kỳ xịn luôn các bạn. Đây. Đó. Cực kỳ xịn luôn nha. Đây, lên clip ở đây và xả clip ở đây nha các bạn. Lên clip xả clip đây. Đó. Đây. Tay thắng carbon Campanaro Chorus. Đó. Cực kỳ đẹp. Xe này phải gọi là thiếu cái thùng thôi các bạn ơi. Đó. Đây, tay lái nè. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cái chén cổ là carbon. Chén cổ này là chén cổ carbon của Bontrager. Đó, của Bontrager nha các bạn ơi. Chén cổ carbon của Bontrager. Đây, chiếc xe này, chiếc xe Made in Italy nha các bạn. Made in Italy nè. Đây là khung nhôm Campanaro. Một bộ rúp Campanaro cực kỳ xịn luôn. Ở chiếc đây các bạn ơi, thương hiệu Conago nha các bạn, chữ ký của hãng nữa các bạn ơi. Chiếc xe này cái sườn của em nó phải gọi là không tì vết luôn nha các bạn, cái sườn không tì vết luôn nha. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, rất đẹp. Ở đây là nó dính cái gì nha các bạn, nó dính cái gì nè. Đó, đây là nó dính cái gì nè các bạn ơi. Đó, nói chung chiếc xe này rất đẹp các bạn. Cái càng trước đây các bạn ơi, càng trước là càng carbon Conego nha các bạn, càng trước carbon. Đây, vân carbon cực kỳ đẹp luôn. Carbon này carbon xịn nha các bạn. Đó, carbon có rất nhiều loại các bạn ơi. Carbon có rất nhiều loại nha. Đó, mấy cái loại Made in Italy này thôi khỏi bàn các bạn. Đây, cái càng thắng nè, thằng thắng Campanaro Chorus nha các bạn. Đây bạn ơi. Đó, càng thắng này càng thắng Campanaro Chorus nha các bạn. Nè, các bạn thấy em đang quay không? Đó, cái xe này phải gọi cực kỳ đẹp luôn, hai cục gân Made in Italy luôn nha, rất đẹp luôn các bạn ơi. Cặp vỏ này là cặp vỏ Continental nha các bạn. Đây, Continental Ultra các bạn, 723c các bạn ơi. Đó, tâm này, tâm lá hẹ nha các bạn ơi. Đó, cặp niền là cặp niền Mavis nha, của Pháp nha các bạn. Cặp niền Mavis của Pháp nha các bạn. Đó, cái niền nó gọi nè, rất thắng rất ít nha các bạn, tính cỡ chiếc xe rất mới luôn các bạn ơi. Đó, cái đùm bạc đạn của Mavis nha các bạn. Đó. Đó, cặp bánh hồi rất là mắc tiền các bạn. Rất đẹp nha các bạn ơi. Đó, bao tay lái đây. Đó, chiếc xe này phải gọi là cực kỳ luôn các bạn ơi. Đây, carbon, cái càng sau này carbon Conago này. Đó, Conago này các bạn, Conago. Đó, cái niền sau cũng là cũng Mavis luôn nha các bạn. Đó, vỏ sau cũng là Continental nha các bạn. Continental của Ultra Sport nha, 723c các bạn. Đó, niền nè. Niền 2 tầng các bạn. Tâm nè các bạn ơi. Tâm lá hẹ nha. Đó, cái đùm bạc đạn Mavis luôn nha. Đó, đùm trước đùm sau bạc đạn nha các bạn. Trục giữa của bạc đạn luôn các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Đó. Đây là có một cái ống bơm Blee nail nha các bạn, Blee nail. Một cái ống bơm xịn zin theo xe về nha các bạn.
đó, nhìn theo xe đi về chung luôn nha các bạn ơi. Đây Italy nữa các bạn, Conago đó, Cambigo Italy nha các bạn. Đó đây cái dò dĩa nè, cái dò dĩa này là dò dĩa carbon composite SCOD nha các bạn, nó rất đẹp luôn các bạn ơi. Cái mê đàn này các bạn, cái mê đàn này mê đàn đua nha các bạn, đó mê đàn dành cho đôi giày dài để gài vô để đua nha các bạn, mê đàn cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Đó xe phải gọi không tì vết luôn các bạn ơi, rất đẹp luôn, chiếc xe này nhìn đã ghê các bạn. Quay tới bộ clip cho các bạn nha. Clip này các bạn ơi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 clip nha các bạn. Đây, 10 clip các bạn ơi, em zoom rõ cho các bạn xem. Đó, 10 clip nha các bạn. Các bạn nhìn những cái clip các bạn hiểu cái độ mới của em đó rồi. Rồi cái bộ này bộ Campagnolo Showroot nè. Đó, cái khúc này là carbon nha các bạn. Khúc này là carbon nha các bạn. Đó, cái bộ này của Italy nha các bạn. Đó, cái bộ này của Italy luôn nha. Cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Đó. Đây dò dĩa là hai dĩa của Italy luôn nha các bạn, 52 dĩa lớn, 52 dĩa nhỏ là 39 nha các bạn ơi, cực kỳ tốc độ đi nha, tốc độ của em này khỏi bàn cãi luôn rồi các bạn. Đây cái chuyển dĩa nè, cái chuyển dĩa cũng có một khúc là carbon đó, carbon này các bạn ơi, đó, của Campagnolo Showroot luôn nha, made in Italy nha các bạn. Cái này bộ này made in Italy nha, rất hiếm nha các bạn, rất mắc tiền nha các bạn ơi. Đó dò dĩa carbon cực kỳ đẹp luôn, dò dĩa carbon nữa, rất cứng rất đẹp luôn nha các bạn ơi. Đó không gì để bàn luôn các bạn ơi, chiếc xe này những con ốc này đều là made in Italy các bạn ơi. Các bạn coi những con ốc này, những con ốc này made in Italy luôn nha. Đó một chiếc xe đến từ Ý nha các bạn. Đó Ý ráp xuất thị trường Nhật nha các bạn ơi, quá đã luôn các bạn ơi, Việt Nam là không có đâu, kiếm là rất khó nha các bạn. Conero MIX nha các bạn, chiếc xe này ở Việt Nam kiếm rất khó nha các bạn ơi. Đó, các bạn thích thì mua về có 102 luôn nha. Đây carbon Conago này các bạn. Đó rất đẹp luôn các bạn ơi, chiếc xe không còn gì để bàn luôn các bạn. Đó, nhìn chiếc xe quá đã luôn các bạn. Đó, đây tay lái Campagnolo này. Đó, thì chiếc xe này là đến full bộ là từ Ý luôn nha các bạn. Đó, chiếc xe full bộ từ Ý các bạn ơi. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay lên một siêu phẩm. Chiếc xe này hơn 50 triệu nha các bạn. Các bạn có quan tâm thì alo nha, 0975158377. Đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi, 0975158377 nha. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký kênh này cho em xin nút đăng ký nha các bạn. Xe rất đẹp các bạn, xe này có 102 nha. Rất ít nha các bạn ơi. Xe rất ít nha các bạn. Nãy giờ chưa quay cái yên các bạn ơi. Đây, khúc yên carbon Conago luôn các bạn, cái yên Bozura nha các bạn. Nó yên vô ý luôn các bạn ơi. Đấy, chiếc xe rất đẹp luôn. Rồi quan tâm alo nha, 0975158377, đó cũng là số Zalo các bạn. Xe này hơn 50 triệu nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp các bạn những siêu phẩm tiếp theo nha các bạn ơi. Đó, quan tâm cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi chúc các bạn một ngày sức khỏe nha các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha các bạn ơi.